Ồ, các bạn thân mến, hôm nay thời tiết mấy hôm nay quả là nóng nực và mình cũng chưa chia sẻ một cái video vừa rồi. Có rất nhiều khách hàng của mình đã mua chim của mình gọi điện cho mình bảo vì sao chim đi ỉa. Xin thưa với các bạn là chim nó, kể cả chim già, nó khi mà thời tiết nóng quá là tự nó cũng đã đi ỉa và con người mình cũng rất là khó chịu. Chính vì vậy mình cũng xin lưu ý tất cả các bạn rằng nếu như các bạn cần thiết thì các bạn nên cho một viên Clostrid của người vào nước uống cho chim và treo chim ở những cái bóng cây cổ thụ, bóng cây mát hoặc là ở do góc nhà có điều hòa. Nóng quá mà các bạn sơ ý là nó sẽ hỏng con đôi chim non, đôi chim bón hoặc là đôi chim già của các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay thì mình cũng muốn nói thêm một cái lưu ý nữa trong cái chủ đề chim cu gáy hay của mình. Về cái chủ đề tiếp theo là chủ đề nuôi chim biết mổ. Các bạn thân mến, đây là cái bóng cây, đây là cái cây những cái cây cây sấu đó, là thì cái chuồng chim của mình rồi những cái ổ chim của mình nó rất là hoang dã, rất là tự nhiên như thế này. Và đây là dàn chim non xuống ổ của mình. Thì cái cách thức mà mình làm như thế này là gì, rất sạch sẽ và chim rất là khỏe. Các bạn thấy đây là gì, đây là một cái khay đá. Các bạn làm như thế này là tạo thêm mặt phẳng sàn. Và trên cái chuồng chim bồ câu này thì các bạn lưu ý là gì, chim nó sẽ đi phân và nó lọt xuống dưới, nó sẽ không bị bết lông, không bị ô nhiễm. Cái thứ hai là trên cái chuồng thì các bạn nên để những cái thế hệ đàn anh đàn chị, những con chim đuôi dài là những con chim biết mổ rồi. Lúc nào trong nhà các bạn, mình thì mình úm nhiều nên mình phải có cái cách như vậy. Các bạn có ít thì các bạn cũng rất là khó khăn. Thì vì chính vì vậy là cái việc mà các bạn để cám vào những cái máng thấp và trên mặt phẳng, rồi để nhiều chỗ uống nước rồi cám như thế này thì những con chim đàn anh đàn chị nó sẽ tự uống và tự ăn, đồng nghĩa với cái việc còn những con chim đàn em nó sẽ nhanh biết mổ hơn. Và chim mà nhanh biết mổ thì các bạn vừa nhàn lại vừa gì, tránh được những cái rủi ro trong quá trình các bạn bón. Thì kính thưa các bạn, đây là số lượng chim non ra gần như là liên tục của mình trong thời gian vừa qua. Thì cái giá thành thì bên mình cũng lưu ý với các bạn là bên mình bao giờ cũng là có cao hơn thị trường cái giá cả đại trà một chút, bởi vì chim của mình là thường là chim mình bón nó thuần rồi mình mới bán cho khách hàng. Và hai nữa là những con chim của mình rất là đẹp, bố mẹ giọng tha thổ 80% hoặc là thổ đồ lên, là các bạn yên tâm mua một đôi chim một vài trăm nghìn, các bạn nên lưu ý một vài những cái lưu ý như vậy. Các bạn thân mến, đây là con chim, những con chim nó sẽ sống trong cái môi trường như này. Mỗi một chuồng chim như thế này các bạn để mật độ như thế này, chỗ này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, thì mình đã được đánh dấu và mình đã lưu ý tất cả những các bạn là mùa này nếu như các bạn mà nóng như thế này mà các bạn không điều chỉnh cái độ thoáng cũng như là cái độ bóng mát của chim thì chim sẽ rất là gì, hay bị đi ỉa mà yếu chim, nóng thì chim không không chịu được. Đấy, các bạn thấy những cái con nó nhỏ như thế này mình vẫn cho nó bậu lên cầu, vẫn cho nó như này, nếu như lạnh thì chúng sẽ tự tụm vào. Tất nhiên là ban đêm thì các bạn lên di chuyển, còn những cái ngày nắng nóng nóng như này các bạn lên để cho chim nó tự nhiên như này. Cái cách mà mình bón chim mà các bạn để như theo kiểu như này thì nó rất hay, chim nó sẽ vận động thoải mái và nó vệ sinh rất là sạch sẽ, nó có thể là giang cánh rửa lông tập thể dục và những con chim nó có thể là bắt chước nhau để nó ăn nó uống. Thì các bạn thân mến, video này xin tặng đến các bạn một kinh nghiệm, xin chúc sức khỏe các bạn, chúc các bạn thành công trong quá trình chăm chim của mình.